Thông tin mới nhất về vụ nam thanh niên Việt Nam bị sát hại ở Nhật Bản. Theo Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản, nam thanh niên người Việt sinh năm 1999 đã tử vong sau khi bị đánh đập và đạp xuống sông. Theo VOV, vào chiều ngày 3 tháng 8, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản đã cung cấp thông tin về vụ người Việt bị sát hại tại Osaka, sau khi Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka tích cực phối hợp với Bộ Ngoại giao Nhật Bản và Cảnh sát Osaka. Vào lúc 16 giờ 22 phút, giờ địa phương ngày 3 tháng 8, Cảnh sát tỉnh Osaka đã có văn bản thông báo chính thức xác nhận về danh tính của nạn nhân. Theo đó, nạn nhân là T.T.A, sinh ngày 15 tháng 9 năm 1999, quốc tịch Việt Nam, hộ chiếu số C67982005. Nạn nhân bị sát hại lúc 20 giờ 20 phút ngày 2 tháng 8 tại khu vực đi bộ ven sông cầu Ebisu, Osaka City, trụ Odichit, Shinsai Bahisuji 2-4. Nạn nhân bị đánh đập và đạp xuống sông. Đội cứu hộ đã đưa T.T.A đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Nạn nhân mất vào lúc 21 giờ 21 phút ngày 2 tháng 8. Đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam đã trao đổi với Bộ Ngoại giao, cơ quan cảnh sát tỉnh Osaka đề nghị chỉ đạo điều tra sớm truy bắt được hung thủ để đưa ra xét xử trước pháp luật. Tổng lãnh sự quán Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Nhật Bản và các hội người Việt tại Kansai để thu thập thêm thông tin và triển khai công tác bảo hộ công dân kịp thời. Trước đó, Tổng lãnh sự quán Việt Nam đã liên hệ với bạn cùng phòng của T.T.A và người này xác nhận cảnh sát đã đến phòng ở thu đồ đạc của T.T.A để phục vụ điều tra. Tổng lãnh sự quán Việt Nam cũng đã liên hệ với người thân của T.T.A tại Việt Nam để thông báo về vụ việc, động viên gia đình bình tâm chờ thông tin điều tra chính thức của cảnh sát Nhật Bản và khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực phối hợp với các cơ quan chức năng Nhật Bản trong quá trình điều tra, triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Báo Thế giới Việt Nam dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng trưa ngày 3 tháng 8 cho biết, ngay sau khi có thông tin trên mạng xã hội về việc một thanh niên được cho là người Việt Nam bị sát hại ở khu vực trung tâm thương mại Nam Ba của Osaka, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nhật Bản, cảnh sát Osaka và cộng đồng người Việt Nam tại khu vực để tìm hiểu thông tin vụ việc. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục theo dõi, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Nhật Bản để làm sáng tỏ vụ việc và sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao cũng khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng trong nước để xác minh nhân thân và sẵn sàng hỗ trợ gia đình nạn nhân xử lý các vấn đề hậu sự. Trước đó, tối ngày 2 tháng 8, trên mạng xã hội Okabaito có phát tán video do một người Việt Nam quay về vụ một thanh niên đánh đập và đạp một thanh niên khác xuống sông ở khu trung tâm thương mại Nam Ba của Osaka. Truyền thông Nhật Bản dẫn lời khai của một nam sinh viên khoảng 20 tuổi chứng kiến sự việc cho biết, một nhóm người Nhật Bản và người nước ngoài đã tranh cãi và xảy ra xô xát. Ngay sau đó, một thanh niên được cho là người Nhật Bản đã túm lấy chân của một nam thanh niên nước ngoài, sau đó đẩy xuống sông và ném chai vào người nạn nhân. Hai bên cãi nhau to tiếng và có vẻ như đang say xỉn, nhân chứng cho biết thêm.